ớt chuông, có dưa leo ta hoa, dưa leo ớt chuông, con chấm này nè, con chấm với cái nước này, ba bảo đảm con là cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm à. Rồi bữa nay mình ăn như vậy thôi cả nhà. Bữa nay ăn cái món này là phải đi bộ, bình thường là mình đi 5 cây số, nhưng mà hôm nay ăn cái món này phải đi 8 cây số tới 10 cây số. Rồi. Tại vì ba ăn cái món này đạm nhiều, con hiểu không? À, ba cho con miếng nè. Dạ. À, thử đi, chấm dạ. Này. Rồi. Rồi, xin mời cả nhà. Rất là ngon món này. Kẹp với miếng tỏi, miếng củ hành. Dạ quá. Giận quá. Giòn ngon. Bà. Ừ. Chị ơi, sắp con. Bà chấm nhiều rồi. Nè, giờ bà ăn thử miếng này nè. Chấm ít. Không ít cho lại. Nè. Nè, bà để này con chấm đi. Ăn thịt thì nó ngọt lắm. Cái thịt mà cái chẳng dừng ở trong đó cả nhà. Nó rất là ngọt nha. Mềm không? Giòn quá hả? Tôi mất hết rồi kìa. Ừ. Cái này mà con ăn cay được con tấm này nó đúng bài. Cái gì vậy? Lửa. Cái này là con có ăn miếng ốc heo. Con dớt heo ăn nè. Ốc heo. Con ừ, cầm thế chứ làm gì Quỳnh. Phải đưa tay. Để lấy ba hai miếng dớt đúng rồi. Cái món này lâu lâu mới ăn một lần nữa nha. Chứ ăn nhiều cũng không nên. Cái tao hơi bị. Đặc biệt những người bị gút ăn là nhức liền. Mình kho thịt cho tỏi vô cả nhà. Tỏi vô là rất ngon. Cái nước này bà khoan ngon không? Dạ. Nước bà kho ngon. Có. Sao ngon? Ngon hả? Ừ. Ngon ăn nhiều thôi nhỉ. Cái thịt này dưới này dưới nào mình? Dạ. Cái này dưới này dưới nào mình? Là sao ba? Cái này hay là cái này hay là cái này? Cái này nè. Cái nãy bà ấy cho con đó. Cái thịt nãy hay là cái này ba? Thịt á. Đó thịt. Ba có thấy cái này ngon không? Mềm hơn không? Dạ. Chiều nay con ở nhà đi học, ba mới vô giường. Ngủ bình. Con canh còn ấm nè. Con ăn ốc, ăn hết cắn miếng ốc rồi nè. Béo lắm không? Ăn này, múc ăn liền. Cho nóng để hồi nó nguội là nó không được ngon á. Còn hết cái này rồi. Thank you.
đưa chén vô. Cho ăn cái này rồi. Ăn rồi chưa? Ăn rồi nào. Ăn lâu lắm rồi. Thế giới lúc đó con ăn là con vẫn ăn ở đây mà ta. Ăn nó béo béo. Đúng rồi, béo. Mà con chắc chắn là ăn đã ăn cái này rồi. Ừ. Béo à? Ăn nguyên cái đi. Ồ, đã không? Ủa nãy ăn cơm có mời ai chưa ta? Chưa mời luôn hả? Hư quá. Thầy giờ mày lại đi. Dạ. Không ngốc đâu, không được như vậy nha. Dạ. Không mà ông bà có chú, mà ba, mẹ, mẹ con. Ngốc là tụi nhớ, bà nhắc hoài. Thì không quên, không quên thôi. Chứ mấy bữa trước con có tiền mà. Mình làm video cho ông bà có chú coi mình phải làm. Chào hỏi đàng hoàng biết không? Mà không ngoan thì phải lễ phép nữa. Ông bà có chú mới thương mình chứ, đúng không? Dạ. Ăn mình không? Dạ xíu rồi.